mỗi người chúng ta siêng niệm Phật. Đức Phật A Di Đà ngài rất là thương những người mà thức khuya dậy sớm này niệm Phật. Mai mốt chúng ta mỗi tháng cứ 14, 15 2 ngày là tu 12 giờ khuya luôn quý vị. Thấy hay, chắc là hay. Nên cái pháp môn niệm Phật này, ở nhà nhỏ niệm Phật thì nhà nhỏ quang minh phổ chiếu, ở nhà lớn niệm Phật thì nhà lớn quang minh phổ chiếu, ở nhà trọ niệm Phật thì nhà trọ quang minh phổ chiếu. Ở bất cứ nơi nào niệm Phật thì quang minh phổ chiếu nơi đó, nhớ nghe. Và mỗi một người niệm Phật, quý vị nhớ, dù quý vị có khổ đau gì, nhưng mà quý vị niệm Phật thì Phật A Di Đà nhất định dùng cái bổn nguyện của ngài sẽ đến dỗ dành quý vị. Nên có nhiều người mình khi buồn mình niệm Phật hết buồn. Cái sự dỗ dành của Đức Phật A Di Đà đặc biệt lắm. Nên những người mà khi già lớn tuổi rồi đến nhà con để chăm cháu, làm việc nhà cho con, có khi cũng tuổi thân, nhưng thôi đừng tuổi thân á. Nghe gì cố gắng niệm Phật đi. Mình đến với cuộc đời này mình vui vẻ để trả hết, để mình về thế giới cực lạc. Còn nếu như mình tuổi thân thì mình cũng trả thôi, mà mình trả trong cái sự đau khổ. Nên dù mình có làm cha làm mẹ ông bà gì, nhưng mà con cháu có đối xử tệ bạc đừng có buồn. Buồn thì con cháu mình nghiệp chướng nặng thêm. Mình niệm Phật đi. Dù là không vô thời khóa tu này được, nhưng mà niệm Phật đi. Niệm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên cứ chân thật mà niệm Phật đi, sẽ đặc biệt dữ lắm. Người trẻ, người già, con nít, bà bầu, ai niệm Phật cũng được lợi ích lớn hết. Lợi ích rất là lớn. Thì biết rằng là những buổi nói chuyện của những đức nói về nhân sinh nhiều lắm, nên độ người về nhân sinh rất là đông. Ngày xưa khi những đức còn hình tướng của người tỳ kheo, thì cứ khi nói đến cái việc mà khổ đau của người phụ nữ thì bị người ta nói này nói nọ. Nhưng sau này vị khỏi cần lo nữa. Bây giờ những đức là cư sĩ, những đức sẽ nói cái khổ đau của người phụ nữ để giúp đỡ cho những người phụ nữ họ lìa khổ được vui. Cái pháp niệm Phật này là quý vị biết cái pháp mà nhân sinh rất gần gũi với những người khổ đau. Nên những người phụ nữ cũng cảm thấy an ủi, vì Đức Phật A Di Đà cũng rất thương quý vị. Nên trong 48 lời đại nguyện thì Phật A Di Đà đã ưu ái cho người phụ nữ một lời nguyện. Vì tụng 48 lời nguyện quý vị thấy Phật A Di Đà ưu ái cho quý vị có một lời nguyện. Đó là ngài nêu lên rằng cái thân nữ khổ nhiều mặt quá, nên Phật A Di Đà khuyên quý vị nhàm chán thân nữ. Nhàm chán thân nữ. Hiện đời niệm Phật là có một cái tâm của trượng phu. Khi sanh về thế giới cực lạc thì tức khắc thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không còn mang thân người nữ khổ đau nữa. Nên những người nữ họ có nhiều cái khổ, nên họ tu cũng nhiều. Nên Phật A Di Đà ngài cũng thương người nữ, nên ưu ái cho quý vị một lời nguyện. Và những đức cũng rất thương người nữ, vì người nữ là mẹ của những đức mà, nên những đức rất thương quý vị. Nên có khi vướng vào chỗ người nữ cũng dính vào cái chỗ lao lý và khổ đau, nhưng mà mình thương họ thì mình ở trong đó để giúp họ. Nên nhân duyên những đức với người nữ cũng rất là dày. Nên như đức nói chuyện người nữ mà nghe cũng rất là đông. Vì thấy có nhiều pháp hội mấy chục ngàn người, mà người nữ rất nhiều, rất đông. Rồi mấy chị cũng rất là quý, rất là thương, nhưng rồi mấy chị cũng sẽ trở mặt và cũng rất là ghét. Mấy chị thương đó rồi mấy chị cũng ghét đó. Mấy chị đưa lên cao rồi mấy chị cũng liền xuống đất, mấy chị dẫm. Thuận lòng mấy chị thì rất là dễ thương, nhưng chỉ cần cái gì mà nghịch tâm các chị chút thì các chị cũng sẽ rất là ghét. Nhưng thôi, bản thân mình cũng chịu đựng được hết thôi. Nên có những lúc thì thuận lòng thì mấy chị thương thì cũng được, nhưng có lỡ làm việc gì sai mấy chị ghét thì mình cũng cố gắng mình làm việc tốt lại để dỗ dành các chị lại, vì các chị là mẹ mình mà. Thì người nữ là mẹ mình chứ ai, quý vị. Phật nói mà, xem người đàn ông như nam mình mà, xem người đàn ông như cha mình mà xem người nữ như mẹ mình. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng là cái pháp môn niệm Phật này nó áp dụng cho từng người, mỗi một con người. Khi giàu sang phú quý danh tiếng lẫy lừng thì có khi chưa chắc tiếp nhận, nhưng khi khổ đau thì lại tiếp nhận, vì quá gần gũi. Có những lúc mà chúng ta có kêu gào sự khổ đau không hết, thôi chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi. Tại vì mình kêu gào khổ đau cỡ nào cũng không hết, thì thôi mình niệm A Di Đà Phật đi. Mình ở nhà mình buồn, mình niệm A Di Đà Phật đi. Nghe không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình khôn thì dù chưa khổ mà mình cũng niệm Phật trước đi, để một ngày nào cái khổ đến với mình có phương pháp mình niệm Phật. Mình nhớ Phật thì hết buồn, mà quên Phật thì thường buồn. Nhưng Đức nói với vị nghe, không phải chỉ có người nghèo buồn và cô đơn đâu, mà cả người giàu có khi cũng buồn và cô đơn. Không phải chỉ có người xấu mà cô đơn đâu, mà có khi cũng cả người đẹp cũng cô đơn. Ý biết rằng cái cõi đời này là cái cõi mà chúng ta thấy hạnh phúc đó, và chúng ta thấy sự cô đơn đó, và chúng ta sẽ thấy sự thương yêu đó, và chúng ta sẽ thấy sự phủ vàng đó. Nó cái bên nào quý vị. Nên phải nhớ đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cái cuộc sống. Đừng có nên buồn bất cứ cái gì qua lời nói của người khác. Hãy nhớ kỹ điều này. Đừng bao giờ buồn bất cứ việc gì qua lời nói của người khác. Và đừng bao giờ thất vọng bất cứ một người nào qua lời nói của người khác. Mà hãy nhìn việc làm của người đó để bản thân chúng ta nhìn nhận sâu sắc, để không bị buồn và thất vọng. Con người mình thường bị tác động qua lời nói vậy à. Nên bản thân mình phải giữ được cái tâm mình niệm Phật. Có người mà chịu siêng năng niệm Phật thì mình không có buồn khổ gì đâu. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này ai thương mình bằng chính mình thương mình, quý vị. Không? Nếu biết tu mà nhận thức được điều này thì mình không có khổ, chắc chắn luôn. Đã mang thân này là sẽ khổ rồi quý vị ơi. Không ai mà không khổ đâu. Còn mang thân này là còn khổ, Phật nói mà. Còn mang thân này là còn khổ. Đó. Nhưng Đức thấy bây giờ tu tập được những Đức rất là vui nghe quý vị. Nhưng Đức cũng mong quý vị vui vậy đó. Mà cái niềm vui của niệm Phật này tuyệt vời lắm. Rất là tuyệt vời. Nên những Đức nói những cái người mà tu chung với những Đức là những người mà năng lượng tràn đầy. Đụng cái là cười, chọc cái là cười. Mình cười cái họ cũng cười theo. Nghĩa là họ rất nhạy cười. Mà những Đức thường nói rằng một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Vì mà không biết cười là vì lỗ to đó, chứ thật sự luôn. Mà vì có đẹp cỡ nào đẹp, những vị mà không cười là những Đức nói quý vị sẽ nhìn thấy ghê lắm. Tại vì không cười thì nhìn thấy ghê lắm. Cái từ trường quý vị là cái từ trường kinh khủng lắm. Nên những Đức nói quý vị hãy cười đi. Dù cuộc đời có như thế nào đến với mình hãy cười lên cái cho tất cả những sự buồn khổ trong cuộc đời đều tan biến hết. Thấy không? Chồng thương hay chồng ghét gì cũng cười hết. Con thương hay là con ghét gì cũng cười hết. Tại vì sao? Vì tương lai Phật A Di Đà sẽ đến rước mình về cực lạc. Hãy nghĩ điều này đi, để mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Thấy không quý vị? Nên sáng tu xong nói chuyện chút gì nè, nó thấy nó tích tụ một nguồn năng lượng cho mình tuyệt vời lắm quý vị. Tự nhiên buổi sáng mà an lạc, bước ra tự nhiên thấy bầu trời đẹp quá. Buổi sáng mà phiền não, bước ra thấy bầu trời xấu quá. Thật sự bầu trời thì vẫn là bầu trời thôi, nhưng mà do tâm của mình, đẹp hay xấu là do tâm mình. Nên phải làm sao lúc nào tâm mình cũng thấy đẹp, an lạc, vui vẻ, khoan dung và tha thứ. Nếu được như vậy thì đúng là cuộc đời của mình là cực lạc của trần gian quý vị. Tuy sống ở cõi ta bà nhưng có niềm vui của cực lạc. Phật A Di Đà ưu ái mỗi một con người niệm Phật, mỗi một vị trí niệm Phật, mỗi một chỗ niệm Phật, Phật A Di Đà đều ưu ái. Nhớ kỹ điều này nghe, Phật A Di Đà đều ưu ái, thương chúng ta, nên chúng ta hãy siêng năng niệm Phật đi quý vị. Đây là những người dũng mãnh tinh tấn niệm Phật. Tương lai chúng ta về thế giới cực lạc, những người dũng mãnh này cũng dẫn những người ở thế giới cực lạc để đi cúng dường mười phương chư Phật. Thí dụ như quý vị ở trong cái quốc độ này, khi khởi xướng sự tu hành thì mình là người dẫn đầu dũng mạnh, thì khi về thế giới cực lạc thì cái nhân cái quả tương đồng quý vị. Mình cũng dẫn hàng thánh chúng ở thế giới cực lạc đi mười phương chư Phật để cúng dường và nghe pháp, nhớ nghe. Nên cái duyên mà dũng mạnh á, thì đi đến quốc độ nào cũng là điều những bậc thượng thủ, nhớ. Còn nếu như mình thành tựu mà hơi giải đãi một chút thì cái nhân cái quả nó phù hợp thôi. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình ở cái quốc độ này nè là nhân địa, mà đã là nhân địa tu hành mà nhiệt tình hết mình, nhân địa tu hành mà phát tâm rộng lớn, nhân địa tu hành mà vì người dám hy sinh, thì khi thành tựu con đường giải thoát của mình thì cái quả địa của mình cũng thù thắng. Cũng như quý vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ mà nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nhân địa của Ngài tu thù thắng quá, đặc biệt quá. Nên mỗi ngày mình dũng mạnh tinh tấn tu hành, mình nghĩ về thế giới cực lạc, tự nhiên mình tu mình hưng khởi cái tâm. Bữa nay cũng 1000 thành viên tu đấy quý vị, đó là số lượng người đông lắm đó. Nhớ, vì nhớ rằng là mình tu cái giờ này là cái duyên của mình với chúng sanh sống thì không nhiều, mà cái duyên với mình chúng sanh mà chết mà chưa siêu thì đâu. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng có khi bạn không có cơ hội tu duyên đối với tất cả chúng sanh còn sống luôn, nhưng mà một câu vật hiệu này bạn lại có duyên tu với tất cả chúng sanh vô hình, cực kỳ độc. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không này nói luôn. Một chiếc máy niệm Phật của bạn để ở nơi nào đó, nhà bạn là cách xa mấy chục cây số, cảnh giới của quỷ thần, cảnh giới vô minh, vẫn được nhờ nương tựa vào đó niệm Phật. Nên họ cảm ơn bạn, họ sẽ làm thằng hộ pháp hộ trì cho bạn. Nên quý vị thấy, phải rõ ràng cái giờ này quý vị tu rất tỉnh táo, tu rất khỏe và rất tỉnh luôn quý vị. Thật sự là có sự hộ trì quý vị. Nếu như mà mình mà giải đãi là mình tự nhiên sẽ thấy bỏ cuộc liền. Nhưng khi quý vị dũng mạnh tinh tấn của người vị, nó tỉnh táo vô cùng, nó hừng hực cái tâm. Những Đức nói rằng tu cái giờ này tại sao những Đức thích? Vì cái tâm mình nó hừng hực lạ lắm quý vị. Hình như là nó nuôi dưỡng được bồ đề tâm cực kỳ mạnh luôn. Tại vì giờ này là cái giờ khó quý vị, khó mà làm được thì nó tăng duyên phước của mình, tăng thiện duyên của mình, tăng thượng duyên của mình, nuôi dưỡng bồ đề tâm mình càng kiên cố, kiên định để cầu sanh cực lạc. Và những chúng sanh vô hình, người ta cảm ơn mình vì cái sự tu tập này mà họ được nhờ đó quý vị. Vì nhớ rằng có rất nhiều người, người ta nói rằng người ta đến một nơi nào đó ở, người ta ở không yên được, có khi đêm hôm ngủ thấy những giấc mộng kỳ cục. Người nào yếu thì ngủ thấy những cái người mà người ta mắc mà tay chân gì cục gì, đầu không có rồi, người gì tùm lum loại, người kỳ cục lắm, bò lết, khổ lắm. Quý vị biết rằng cái cõi nhân sinh bây giờ mà cái nghiệp mà bỏ em bé nhiều quá, bỏ em bé quá nhiều. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là cái cảnh giới đó của người ta đông mà đến mức mà có khi che chướng trời đất, làm cho mặt trời mà gọi là giống như nắng gọi mờ luôn, gọi là quán khí vậy. Nhiều đến mức vô cùng, tuy là nhỏ bé nhưng mà quá nhiều rồi, thành một đại quán khí. Đại quán khí Mà đại quán khí nặng nề như vậy, quán là quán thù quý vị, đại quán thù nặng nề như vậy thì chúng ta có nhiều kiếp nạn. Nên mỗi ngày mà mình từng nhà dụng công tu như vậy là nó hóa giải rất nhiều về cái quán thù của về mặt vô hình. Một câu Phật hiệu này phát lên là nơi đó quang minh phổ chiếu. Mà quý vị biết rằng người sống mình á, thì càng ăn uống ngon lành, còn người mắc thì người ta hưởng được cái sự Phật lực gia trì, người ta hưởng đặc biệt lắm. Cái tâm người ta săn hẳn khó chịu, chỉ cần quang minh phổ chiếu người ta được chạm thôi là con người người ta được giải thoát. Nên cái việc mà mình niệm Phật, mình tu hành này nè quý vị, cái người sống trong nhà mình nhìn đó được cảm hóa, mà người mắc trong gia đình mình, trong cái nơi gần địa phương của mình được nhờ lớn lắm. Không chi mà giờ này mà cả 1000 gia đình, mà có khi với gia đình ví dụ như Minh Chung giờ này 3 người, nó 2 người, nó 2 người, 3 người rồi quá chàng luôn, thì cái số lượng này rất là đông quý vị à, không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái từ trường này nó phát lên thù thắng lắm. Nó giống như nó thành một cái đại lực từ trường để phát ra cái chánh khí này, nó phát lên quá giải bớt cái tà khí. Nên quý vị biết rằng là cái giờ này tự nhiên mình cảm giác như mình tu nó cảm giác như nó hừng hực, nó vui trong lòng. Mà tu xong nó nằm ngủ chút ngay sáng an lạc lắm nha quý vị. Có người nó nhẹ nhàng sao đâu á. Đây là 100% luôn. Quý vị sao biết cho những Đức là cảm giác đó? Giống như cái cảm giác mình hưng khởi dẫn đầu quý vị. Cảm giác mình hưng khởi dẫn đầu. Nên quý vị biết, quý vị gần một con người mà có cái năng lượng cao á, vì gần người ta, quý vị tu quý vị cũng khác nữa, 100% đi luôn. Quý vị thử quý vị tu với một người hay người nào đó mà họ là biến giải đãi, quý vị bắt buộc họ lên tu đi. Quý vị tu thử chung đi, sẽ cảm giác liền. Cái cảm giác quý vị muốn giúp họ nhưng mà quý vị rất nặng nề. Quý vị nhớ kỹ là thí dụ như bây giờ người nào người ta cũng tiến, người ta đi thì mình cũng đi, thì ai cũng có sức mà đi. Còn một người nó lết không, mình kè nó mình cũng bị nặng chứ. Cái nguyên lý nó là như vậy đấy. Nên khi mình tu với người dũng mạnh tinh tấn, tại sao mình tu mình thấy an lạc? Quý vị biết rất là nhiều người khi người ta tu chung như Đức ta nói rằng tu với thầy sao thời gian qua rất là mau. Quý vị biết vì sao? Vì cái tâm tư như Đức lúc tu như Đức rất là quyết tâm, quyết chí. Rồi, và mình tu mình rất là an lạc, nên người ta tu gần mình ta cũng hưởng cái sự an lạc. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng của Trần Lâm và Liên Phúc đi, đều là dũng mạnh tinh tấn thì tu chung nó an lạc vô cùng. Bởi vì biết nghe, nó đồng sức, đồng lực với nhau mà tu nghe. Cái âm điệu niệm Phật quý vị cũng hòa âm được. Vì thí nghiệm thử coi, nó hòa âm được. Còn nếu như mà một người mà người ta chưa phải phát tâm mạnh mẽ đó nghe, vì tu chung với người ta âm nó không hòa âm được. Nó không hòa âm. Mà quý vị biết rằng cái sự tu, quý vị biết tại sao trong một cái hội chúng đông người vì tu có nghĩa là sự an lạc nó ít không? Bây giờ mới hiểu nè. Trong đại chúng đông người mà tại sao tu cái sự an lạc nó ít biết không? Tại vì cái âm điệu niệm nó không hòa âm cùng với tiếng niệm Phật. Nó không hòa đồng nhất quý vị. Nó lỗi chọi với nhau. Thí dụ như người già thì người niệm cách này, người niệm cách kia, người niệm cách nọ. Người khỏe, người yếu, người đủ tới cách niệm. Nên lúc niệm nó chọi âm. Khi nó chọi âm quý vị nghe âm Phật quý vị nghe khó lắm. Đây là 100% luôn. Tại sao quý vị tu một mình? Quý vị khi mà an lạc rồi, quý vị sẽ đến cái chỗ đông người, quý vị tu cảm giác nó chổi từ trường sao á. Tại vì quý vị vì sao? Vì một mình quý vị hoặc hai người nó tu quen chung thì nó thành hòa âm. Âm với âm nó hòa lại được quen rồi. Còn một mình quý vị mà tu với cái âm điệu niệm Phật này, quý vị hòa âm cùng với tiếng niệm Phật, quý vị nghe rất nhịp nhàng, nghe rất khỏe luôn và tu rất an lạc. Thì ra là lúc trước chúng ta tu trong chỗ đông người mà tại sao mình không hưởng được sự an lạc này? Vì nó bị chổi âm. Tâm loạn, cái từ trường nó bị loạn và nó chổi âm mấy vị. Nó chổi nên mình không có nghe được có Phật hiệu. Mình niệm nó lơ lơ. Quý vị thấy bây giờ tại sao mình tu một mình mà tại sao mình tỉnh nè? Tại sao mình tỉnh nè? Đó thì quý vị biết rồi đó. Cái sự lợi ích khi niệm Phật lớn lắm. Nên những Đức nói quý vị, nếu mà có điều kiện quý vị nên đầu tư một cái tivi, mà bây giờ nó mới ra cái loại tivi mà nó có thể cài zoom cho mình luôn. Một cái tivi mà cài zoom luôn. Kêu người ta, lợi điện máy xanh kêu người ta, một cái tivi nào mà cài zoom được luôn. Bây giờ zoom nó đang phát triển, cài zoom luôn. Rồi xong một cái lo kết hợp chung, một cái tivi với một cái lo thôi. Âm điệu rất hay. Âm điệu rất hay. Và nhìn vô cái tivi nó có một, ví dụ như trên là những Đức, ở dưới nó có 3-4 hàng thêm. Thì khi quý vị tu như vậy, người sống nhìn cũng thấy đặc biệt, mà chư hương linh nhìn thấy cũng thấy đó là một đại chúng. Nên họ khi tu chung họ thích 100% quý vị, vì tu quý vị đều thích. Trên có những đức kế có 3-4 hạng người tu chung sẽ khác hoàn toàn một chiếc điện thoại bé bỏng. Và âm điệu của chiếc điện thoại bé bỏng, quý vị biết cái tiếng niệm của nó giống như là cái tiếng niệm gió vậy đó. Nó không phải là nó phát âm thật sự mạnh mẽ. Còn một cái lo mà hay, nó phát âm cực kỳ hay luôn. Và khi nó phát âm hay như vậy, bị hòa nhập cùng với âm đó, và cái sự tu tập quý vị nó sẽ nâng cấp sự tu lên luôn. Bởi vì an lạc vô cùng tại gia đình quý vị, trở thành một cái từ trường tuyệt vời cái tu hành. Những đức mà đưa lên cái tư tưởng này chắc là tivi bán đắt chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên những đức dính chỗ nào là chỗ đó bán đồ đắt. Thật sự mà nói với vị tại đây nè, quý vị coi những đức nè, những đức thiết kế ở trên một bộ tam thánh rất đẹp nha. Ở dưới những đức thành là làm như một cái hộp vậy, để cái tivi vô. Ở bên đây là hai cái lo. Âm điệu nó cực kỳ hay luôn, rất hay. Có nghĩa là cái này mình cần phải đầu tư. Vì mình đầu tư cái này là cho cái huệ mạng của mình, và mình đầu tư cái này là cho người trong nhà mình luôn, và mình đầu tư cái này là cho củ nguyên thất tổ ông bà mình luôn. Cái này đầu tư được, tivi bây giờ rất rẻ, rất là rẻ thật sự. Nên đầu tư một cái tivi 65 inch luôn, bự, thoải mái luôn. Nhìn về người ta bự. Như Đức ngồi gì mà nhìn quý vị, mỗi một cái ô hình quý vị là bự hơn một chiếc điện thoại quý vị nhiều. Nên như Đức nhìn quý vị rất là rõ ràng luôn. Mỗi người ngồi như Đức nhìn thấy quý vị rõ ràng luôn. Càng lướt lên cái quý vị ở chỗ nào như Đức cũng thấy, bị nấp trong bụi như Đức cũng thấy. Nên cái sự tu hành tại sao mình không đầu tư? Quý vị biết rằng cuộc đời con người sanh không ăn đến, chết không ăn đi. Một hơi thở ra không hít vào, của cải vật chất ở thế gian đều để lại hết. Tại sao không tạo cái mà mình cầm theo? Tại sao mình không nhiệt liệt tạo cái mình cầm theo quý vị? Bây giờ mình còn khỏe, mình không cố gắng tu hành, mình chờ đến khi mình gần chết rồi, bản thân của mình hối hận sao? Bản thân mình hối hận sao? Nó thấy trong cái đạo tràng trên không trung chúng ta có bạn đồng tu, gia đình có người mắc. Gia đình có một cô, hình như gia đình có người mắc. Họ để cái quan tài đó là và họ quay trực tiếp luôn. Nếu như mà con cháu tập trung ngồi niệm Phật nó thì tuyệt. Tới giờ lễ Phật thì con cháu cùng lễ Phật, quá tuyệt vời. Làm được điều đó nó mới tuyệt vời. Còn chỉ quay thôi thì kết duyên sơ sơ thôi, nghe được tiếng niệm Phật đã đỡ một chút. Còn nếu như con cháu mà thương ông bà thì tập trung lại niệm Phật nữa thì càng hay. Tập trung niệm Phật rất là hay. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nhà quý vị có một tivi, có một cái đạo tràng tu như vậy cũng là một điểm hộ niệm luôn. Cái điểm đó là cái điểm hộ niệm luôn đó quý vị, cho người thân mình luôn đó quý vị. Tại mỗi ngày tu nó thành một đại từ trường rồi, thì tới lúc quý vị cận tử nghiệp quý vị nằm ngay chỗ đó là hộ niệm luôn rồi. Thì lấy nguyên một cái tivi, nguyên một số lượng của người đang niệm Phật hộ niệm cho cái người này luôn. Tại vì mỗi ngày mình ở đây mình quen rồi quý vị. Tại sao mình không chuẩn bị cái này? Mình chờ ai? Mình chờ ai? Những Đức nói quý vị nghe phải rõ ràng quý vị. Quý vị bây giờ ngồi suy nghĩ thật kỹ cái lời nói Những Đức đi. Những Đức không bao giờ có tâm mà mình đố kỵ ai, mà Những Đức nói cho quý vị nghe rõ ràng cho quý vị. Tin vào Phật và quý vị phải tin chỗ này. Những Đức nói quý vị bây giờ lửa cháy, người ta nhào vô hộ niệm quý vị được không? Không bao giờ được. Đất sụp quý vị chờ người ta nhảy vô hộ niệm quý vị được không? Không có ai dám nhào vô hết chứ. Nói cho quý vị nghe một đám mưa thôi, người ta đã đến trễ rồi. Nếu có ban hộ niệm, người ta có khi đã đến vậy rồi. Không chỉ là lửa cháy, đất sụp, nước trôi, bão tố, đụng những chuyện chiến tranh hay chuyện này chuyện nọ, ai là người hộ niệm cho quý vị? Mạng lúc đó mỗi người tự lo còn không xong, làm gì có cái chuyện giúp đỡ cho mình. Nên rõ ràng mình tính vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà là cực kỳ chuẩn, quá chuẩn. Hướng dẫn cái này là thật sự chuẩn luôn rồi đó quý vị, không sai đâu. Tin vào bổ nguyện niệm Phật là cực kỳ không sai. Mình là hành giả tịnh độ, mình là đệ tử của Phật, mình phải dẫn dắt chúng sanh để tin Phật, tin nhân quả. Tin nhân quả, tin Phật là đúng, hoàn toàn chuẩn. Nếu rằng kêu người ta tin mình và mình sẽ giúp được người ta, mình sẽ thất bại. Đây là mình hại chúng sanh không phải đơn giản đâu, vì bao nhiêu chúng sanh không thể nào mình giúp hết được. Nên những Đức chỉ vì là chỉ quý vị, chính quý vị có khả năng, và chính quý vị là giúp ông bà cha mẹ của quý vị hỗ trợ cho họ là được luôn tại gia đình, không phải đi đâu xa. Mỗi một gia đình đều có cái năng lực đó. Quý vị coi những cái giờ bình thường là cái điệu hộ niệm, cái điệu hộ niệm họ quen rồi. Giờ lúc nào rảnh thì bắt ghế cho cha mẹ ngồi nhìn vô cái tivi hộ niệm, niệm Phật hộ niệm, thấy không? Cái lúc cận tử nghiệp thì điệu hộ niệm, cả điệu lễ Phật này dùng luôn cái lúc cận tử nghiệp luôn cũng được, đâu có sao đâu. Tại vì thường ngày họ cũng nghe cái điệu lễ Phật quen rồi, điệu lễ Phật là điệu hộ niệm quá quen. Thì bây giờ sau này chúng ta dùng hai cái điệu này để kết hợp để giúp cho chúng ta luôn, quá tuyệt vời. Chờ ở đây nữa bây giờ, chờ ai bây giờ đây? Nếu hoàn toàn mình tin Phật, quý vị biết tin Phật không phải là Phật ở thế giới cực lạc xuống đâu. Nhưng khi quý vị đã niệm Phật phát tâm cầu sanh cực lạc thì từ tâm quý vị đã có Phật A Di Đà rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống ta. Nên khi mình đã niệm Phật là mình đã niệm ông Phật, phát động từ ông Phật trong tâm mình ra. Nên khi mình ở trong nước trôi lửa cháy đất sụp thì tức khắc lúc đó nó có thể phát triển được lục căn của mình, lục căn hữu dụng tự nhiên phát triển ra liền. Quý vị biết rằng bây giờ chúng ta lục căn chưa hữu dụng là vì bản thân chưa đến lúc cận tử nghiệp. Còn khi đã đến lúc gặp nạn, gặp sự cố mà tin vào Phật thì lục căn tức khắc hữu dụng liền. Thì quý vị biết Bồ Tát Quán Thế Âm vô nước không có gì, vô lửa không có sao, vô đất sụp không có một trở ngại gì cả. Có nghĩa là vô chướng ngại là gì sao? Lục căn hữu dụng. Mà muốn lục căn hữu dụng thì phải làm sao? Đối với ngũ dục lục trần mình phải nhẹ. Mình phải luôn luôn tin vào nhân quả, tin vào Phật thì lục căn mình hữu dụng liền. Có nghĩa là năng lực từ mắt, mũi đồ, miệng mình đồ, thân ý mình đồ nó đều sáng lên liền, từ từ nó sáng lên. Trí mình cực kỳ sáng luôn. Quý vị thấy một ngày như Đức nói chuyện bao nhiêu bài chia sẻ, mỗi bài đều có một cái sự khác với nhau. Vì nghe thử đi, khác và nó có một cái năng lực cực kỳ mạnh luôn. Nó không phải là rề. Lúc trước quý vị biết những Đức chia sẻ hai cái bài một câu em mặc niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá, quý vị coi kỹ đi. Những Đức không có dụng công tu, khi những Đức lên chia sẻ thì cặp mắt những Đức nó đang buồn ngủ luôn. Quý vị coi lại phải không? Còn bây giờ quý vị thấy những Đức nói chuyện hoàn toàn nó có một cái quay lực cực kỳ mạnh. Vì sao? Vì trước thời gian đó những Đức tu một thời. Khi những Đức tu một thời là những Đức nương vào cái quay lực bổ nguyện của Di Đà mà những Đức đem cái pháp môn Tịnh Độ chia sẻ cho quý vị và được Phật lực gia trì cho những Đức, nên cái đầu óc rất tỉnh, tự nhiên nói nó có một cái quay lực nhiếp thọ cực kỳ mạnh. Những cái bài chia sẻ vào pháp sau này nè, tuy là cư sĩ nhưng nó có một trọng lượng cực kỳ mạnh cho quý vị để gầy dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc, chắc chắn quý vị luôn. Nhất là cái giờ này nó háo hức vô cùng. Bây giờ chúng ta là những con người khổ đau nè, con người sống này khổ ích nè, con người chết nè, Chương Hương Linh nè, Của Quyền Thất Tổ nè, chưa siêu nè, Quán Năng Trái Chủ đang đeo theo mình đòi nợ nè, cực kỳ khổ quý vị, công nhận khổ không? Bây giờ tất cả Chương Hương Linh mà nghe bây giờ khổ không? Khổ không? Theo báo thù người ta, mang tâm hận thù khổ không? Con người sống đây, dặn người ta đâu mà đêm đó, ngủ không được rồi, thật khổ. Không chỉ quý vị đeo theo đời đời kiếp kiếp đi chờ cơ hội báo thù, bây giờ quý vị nghe như vậy rồi, buông cái tâm báo thù đi. Nếu mà bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đi thì giải thoát cái sự khổ đau, giải thoát sự khổ đau thì hưởng sự an vui. Thế giới cực lạc là một quốc độ tuyệt vời, đó là gì? Thọ mạng vô lượng. Trong tất cả cái vô lượng, trí tuệ vô lượng, năng lực vô lượng, phước báo vô lượng, tài nghệ vô lượng, bạn không thể nào đặc biệt bằng là thọ mạng vô lượng. Vì nếu bạn không có thọ mạng thì làm sao hưởng những cái kia? Trong khi cái quốc độ chúng ta đang sống đây, quý vị hưởng được bao lâu? Từ khi sinh ra 17, 18 tuổi, 19, 20 tuổi, quý vị có gia đình, quý vị phải là lo làm ăn, tạo ra một sự nghiệp. Quý vị khi đã có tiền thì quý vị đã già rồi, hưởng thụ cái gì? Cái quốc độ này hưởng thụ cái gì? Nếu như chúng ta không biết tu hành, không có tâm giải thoát thì sự hưởng thụ của chúng ta vô cùng tiêu cực, không hưởng thụ được gì cả. Tại sao chúng ta không chọn một cái chỗ đi về? Mình là người có trí tuệ mà, chọn một chỗ đi về mà có sức khỏe và trí tuệ, năng lực mà sức khỏe, tuổi thọ lại vô lượng, khả năng đi độ sanh vô lượng kiếp luôn. Mình không còn bị thối chuyện nữa rồi. Khi mình sanh về thế giới cực lạc thì là Bồ Tát bắt thối chuyện. Tuy là một kẻ phàm phu lè tè như mình, mà khi sanh về thế giới cực lạc thì là Bồ Tát bắt thối chuyện. Bây giờ Chư Hương Linh hay là Quán Thân Trái Chủ, Của Quyền Thất Tổ, ông bà, chúng ta nghe như vậy rồi, buông xuống tâm hận thù, về cực lạc là Bồ Tát bắt thối chuyện. Tuyệt vời, Bồ Tát bắt thối chuyện, nghe cái rợn người lên, óc ác nổi lên luôn. Chắc chắn rằng người ta mừng vui vô cùng, mừng vui vô hạn. Vì người ta đã thấy rồi, người ta thấy một con đường rồi, người ta có thể giải thoát nè. Như vậy thì người ta vui chứ làm sao. Những cái câu nói này của những Đức nó phát âm ra Từng gia đình người ta được nghe đấy. Không biết bao nhiêu chúng sanh vô hình được nghe, vui mừng vô cùng, nhảy múa tung tăng, nhảy múa rằng mừng quá mừng quá. Vậy là tôi có cơ hội giải thoát rồi đúng không? Đúng. Phật A Di Đà đang phóng quang, họ đang được tắm mình trong quang minh, giống như những giọt nước cam lồ đang rưới xuống, họ được tắm trong những giọt nước cam lồ đó, tuyệt vời vô cùng, mát mẻ vô cùng. Cái giờ này tu không đơn giản, tu xong một thời, cái buổi nói chuyện này mới cực kỳ là quan trọng nè, để khai thông những cái tâm mà oán thù, oán hận, báo thù, rửa hận buông xuống. Nên cái tâm quý vị sẽ an lạc, cái gia đình quý vị sẽ bình yên. Vì sao? Vì những cái sự oán thù, báo thù buông ra, buông ra. Vì thấy cái sự lợi ích này chưa? Như vậy là cái sứ mệnh những đức bước ra ngoài xã hội này, bước ra làm cư sĩ, đây là một sứ mệnh mới mẻ trong cuộc đời của mình. Quý vị phải công nhận điều này. Điều này không đơn giản. Tự nhiên lập một cái room mà số lượng người tu này, mà quý vị lại có một cách tu tuyệt vời. Một cách tu này là có 102 từ xưa tới nay mới xuất hiện. Những Phật tử ở nước Việt Nam này có phước, thật sự có phước. Tùy quý vị có tiếp nhận cái phước này hay không. Quý vị thấy chúng ta đã từng tổ chức những pháp hội cực kỳ lớn, quý vị đã cảm nhận được rồi. Cái sự mà lặp qua lừa lại và giống như chúng ta sàn tới sàn lui, không biết cầm về được bao nhiêu. Sự làm ăn của chúng ta đầu tư cực kỳ lớn luôn, nhưng mà hạnh thì không được bao nhiêu. Đụng một cái cự kênh chỗ ngồi, đang lễ Phật đông người, lễ trước mặt mình, ăn cơm hồi sớm chưa tiêu, bà làm một trái mìn vô lỗ mũi mình, sân si nổi lên, bà xá Phật xuống, mình vừa nhủi cái đầu vô, búp vô mặt, tức tối. Xong ra ăn cơm, thì bắt đầu ban vô hộp cơm, tranh thủ lấy hộp cơm, thấy ghê không? Ngủ chặt chội, nhại xin gõ cửa, sân si nổi lên. Nên gọi là đầu tư tưởng đâu là lớn, nhưng cái thành của chúng ta, quý vị suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại không được bao nhiêu. Nhưng bây giờ mỗi lần lễ viếng Quan Âm, lễ viếng Di Đà, mỗi ngày tu hành, bảo đảm 100% đầu tư ít, lợi nhuận cao, tuyệt vời. Cái này là quý vị có phước lắm á, nó mới có cái nhà đầu tư tuyệt vời này. Những Đức nói nếu như mà mỗi một gia đình này, mà một thành viên của Những Đức, mà mỗi tháng Những Đức chỉ cần lấy một người 500.000 thôi, 2.000 thành viên quý vị tính ra nhiêu rồi à, mà lấy làm chi? Tôi muốn lấy thế giới cực lạc kìa. Nếu mà một gia đình mà 500.000 phải trả cho tôi, vì tôi hướng dẫn tu rồi tôi chia sẻ Phật pháp mỗi ngày nữa. Một gia đình 500.000 thôi, 2.000 gia đình này, một tháng tôi kiếm được 1 tỷ. Kinh chưa? Phải không? Tính đi. Nó rồi từ từ tăng thêm nữa, vì nó chuyện dẫn chứ. Đó. Nên từ nơi đó mà thật sự nhiều người ta muốn cúng dường tôi lắm á. Rất nhiều người luôn, cúng đất cúng nhà quá trời luôn á. Tôi nói tôi muốn về thế giới cực lạc. Nó ở Tây Ninh người ta cúng dường một cái đạo tràng cắt sẵn luôn. Những Đức nói được nhận đó, nhưng mà sở hữu của quý vị sử dụng để tôi kệ, tại vì tôi muốn về thế giới cực lạc. Đủ nhiên tôi làm vậy, lâu lâu tôi ghé ngang vậy đó, hiểu không? Nhưng mà khi quý vị không cần nữa, quý vị cứ cổ quý vị đó, không giành giật với ai cả. Vì sao? Tôi muốn về thế giới cực lạc. Thật sự đời này tôi muốn về thế giới cực lạc. Nếu như quý vị muốn ở đây tranh đấu cõi ta bà này, làm đi. Được cái gì? Được cái gì? Hãy về cực lạc đi bạn. Ai muốn về cực lạc đưa tay lên coi. Quyết tâm đời này phải về cực lạc. Vậy thì không có buồn giận ai để trong tâm, không thấy mình thiệt thòi, không buồn giận ai để trong tâm, không thấy mình thiệt thòi, không thấy mình nghèo, không thấy mình xấu, không thấy mình lùn, không thấy mình lé, không thấy mình hô, không thấy mình súng, không thấy mình si cầu que, không thấy những điều này nữa. Vì sao? Vì mình có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, nên mình không thấy mình như vậy nữa, không thấy mình bị thiệt thòi, không thấy mình là người mà gọi là dốt nát gì cả. Vì mình biết niệm Phật, tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Quý vị cứ nghĩ cái cảm giác một ngày nào đó Phật A Di Đà đem đài sen xuống, đưa xuống, vì bước lên đài sen quý vị cảm giác làm sao? Cảm giác an lạc cỡ nào chưa? Chỉ cần một khoảnh tay này thôi là chúng ta đến Liên Trì. Quý vị đã gia nhập vào hải hội của Phật A Di Đà. Mỗi ngày ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp. Muốn ở dưới đất thì ở dưới đất, muốn ở không trung thì ở không trung, muốn ở lững lững thì ở lững lững. Cái hoa sen chúng ta là một phương tiện để đi độ sanh 10 phương khắp pháp giới. Tuyệt không? Trí tuệ quá trời thù thắng, năng lực quá lớn luôn. Nên phải diệt cực lạc quý vị à. Phải diệt cực lạc. Chương Hưng Linh về nghiệp phá thai, quán thân cháy trụ, của quyền thất tổ, phải nghe chỗ này để niệm Phật về cực lạc. Mỗi ngày con cháu lên tu, phải lên tu chung với nó. Bữa nào nó ngủ quên kêu nó, kêu nó thức dậy tu. Quý vị mà siêng tu đi, bữa nào bị ngủ quên có người kêu đó. Không ai kêu, những Đức lại kêu. Những Đức lại kêu Trần Lâm, Trần Lâm, thức, thức Trần Lâm. Mở mắt ra không thấy ai cả, chích mồ tới giờ tu, có ai kêu tu. Hiểu không? Nó siêng năng tinh tấn lên quý vị ơi, để chúng ta về thế giới cực lạc nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. Ai cũng tươi vui ghê ha. Mặt an lạc quá ha. Kiểu này khỏi cần ngủ cũng an lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi, chúc quý vị ngủ ngon. A Di Đà Phật.